Ok ạ, xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê chơi BCB trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Thì trong video ngắn của ngày hôm nay thì show em sẽ lên và giới thiệu đến cho các bác và anh em một cái mẫu bơm tay cá BCB, một cái mẫu bơm tay mới nhất của năm 2024 mà bên em đang bán ra và đang được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ nhiều. Thì các bác nào mà chưa có bơm này, các bác đang muốn tham khảo mua cho mình một trong chiếc bơm tay về các bơm nhanh, bơm nhẹ, các bác bơm cực kỳ bền bỉ theo thời gian, giá thành thì cực kỳ hợp lý. Thì các bác và anh em hãy cố gắng theo dõi hết video clip của em ngày hôm nay các nhé. Thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu, sau đây em sẽ đưa vào giới thiệu cụ thể chi tiết về cái mẫu bơm tay Hyundai này và em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính các nhé. Trước khi đi giới thiệu cụ thể chi tiết cái mẫu bơm tay Hyundai thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác những phụ kiện khi các bác mua chiếc bơm tay Hyundai các bác sẽ nhận được những phụ kiện gì các nhé. Đầu tiên là một cà lê đa năng để các bác tháo lắp bơm này, và đi kèm sẽ một túi rong sim nữa nhé. Trong này sẽ đấu tép bơm này, đấu bơm xe đạp xe máy các bác nhé. Và đi kèm sẽ một lọ dầu bôi trơn này, và đi kèm sẽ một cái túi bông lọc, các bác thấy không ạ? Túi bông lọc của chiếc bơm tay Hyundai này bông lọc cực kỳ là nhiều các nhé. Các bác bơm nhiều thì các bác nên thay định kỳ cái đầu lọc ẩm để chống hơi nước vào bình mình tốt hơn các nhé, bảo vệ cái bình của các bác không có lo bị oxy hóa các nhé. Các bác mỗi lần các bác thay cho em một cái bông lọc này thì cái bông lọc cũ các bác có thể phát kiệt đi, các bác đem các bác phơi nắng thì mình lại tái sử dụng được tiếp các nhé. Đấy, những phụ kiện theo bơm đầy đủ thì số em có một chương trình khuyến mại chiên đến cho các bác. Đấy, tất cả các bác mua mẫu bơm tay Hyundai này thì bên em vẫn có một chương trình khuyến mại tặng thêm cho các bác một lọ dầu silicone 30ml trị giá 50.000 để các bác về các bác tra vào bơm thì bơm sẽ bền hơn và bơm sẽ khỏe hơn các nhé. Đó là một chương trình khuyến mại của số em. Thì sau đây em sẽ điều giới thiệu cụ thể chi tiết về cái mẫu bơm tay Hyundai này các nhé. Một chiếc bơm tay Hyundai mẫu mới nhất của năm 2024 các bác nhé. Mẫu bơm tay Hyundai này chân là chân cánh én gấp được để bác đút ba lô đi rừng đi phượt các bác nhé. Về phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 50mb, đồng hồ dầu xịn sò con bò các bác nhé. Lọc sẽ lọc màu vàng siêu to khổng lồ các bác nhé. Thân bơm sẽ là thân bơm inox 304 cực kỳ dày dặn các bác nhé. Thân bơm sẽ là 3 lớp và trong nhà sản xuất họ đã đổ nước làm mát vào bơm rồi. Khi bác bơm thì bơm tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh và chống nóng cực kỳ là tốt các nhé. Và bảo vệ cái rong sim của các bác thì cực kỳ là bền rồi, tăng tuổi thọ của bơm lên rất là tốt các nhé. Thì một chiếc bơm tay Hyundai đồng hồ to này, lọc to, bao áp cho các bơm tầm độ 300 đến 350 cân cực kỳ là nhanh và cực kỳ là nhẹ các nhé. Chỉ một chiếc bơm tay Hyundai này thì bên số em bán ra thì đều có bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 do nhà sản xuất các nhé. Thì một chiếc bơm tay Hyundai hàng cao cấp này thì bên số em đang bán khuyến mại cho các bác, giá chỉ còn là 850.000 đồng thôi các nhé. 850.000 đồng cho một chiếc bơm tay Hyundai bao áp cho bơm tầm độ 300 đến 350 cân, nhanh và nhẹ và cực kỳ bền bỉ theo thời gian nữa nhé. Thì tất cả các mua hàng bên shop thì có sẽ được kiểm tra hàng này, đúng hàng, đúng sản phẩm như em giới thiệu trên video thì bác và anh em sẽ thanh toán tiền các bác nhé. Đó là cái mẫu bơm tay Hyundai. Ví dụ như nhà các bác có bơm rồi mà các bác dùng lâu ngày mà nó hỏng rong, hỏng sim, hỏng ti bơm, hỏng nặng quá mà các bác thay thế sửa chữa nhiều lần quá mà không được ấy, thì bên em cũng bán lẻ cho các bác những thân bơm các nhé. Những cái thân bơm này ở trong sẽ đầy đủ hết rồi các bác nhé. Về các bác lắp cho em cái đồng hồ này, cái dây bơm, cái tay cầm là các bác bơm như bơm mới luôn các bác nhé. Thì một cái thân bơm này thì các bác có thể dùng cho cái bơm SB các bác nhé. SB đồng hồ to lọc to này, hoặc bơm AGH đồng hồ to lọc to, hoặc là đồng hồ to lọc bé thì các bác đều có thể sử dụng chung một chiếc thân bơm này có nhá. Thì một chiếc thân bơm có áp thì bên số em đang bán giá là 400.000 có nhá, 400.000 đồng cho một chiếc thân bơm mới 100%, 400 thì đã bao ship rồi các bác nhá. Đó là một cái mẫu thân bơm và một cái mẫu bơm tay hàng cao cấp, mẫu bơm tay Hyundai em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em mà đang quan tâm đến mẫu bơm tay Hyundai hoặc cái thân bơm này thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp hai số điện thoại bên em các nhá. Đấy, thì một video em làm rất chỉ ngắn thôi. Thì cuối video thì các bác được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.